Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé. Bắt đầu chi lắm nó rồi, lại chi sẵn kia đùa luôn. Thì năm nào thế? Hai lần. Ừ, năm trước bọn hai cái năm thế. Mẹ chết đi, cái mẹ là nay mà ta thi được một chữ địch này, vì mẹ luôn. Đó là một chuồn, bước xuống chỗ khác. Chỗ nào nếu mà gì, chuồn cái gì đó. Chứ là, thằng kia là xài mạnh lúc đà. Ừ, chuồn ngữ. Làm nó chép bài rồi. Chắc câu cuối cùng nhiều điểm nhá. Cửu dậy cũng được một hàng. Đây chẳng có gì nó làm sai sai. Đúng rồi.
Vậy mình tô màu xong nha các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong series video của mình thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy, nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mà các bạn theo dõi quá trình mình tạo ra video. Tiếp tục tô màu.
Tô một xong nhé.